Sanisan. Cầu thủ Singapore lên bóng ở cánh trái. Nadim cắt ngang. Nguyễn vào. Bàn thắng rút ngắn tỷ số đã tới với thủ Singapore. Jason Glenn là người đã lập công. Thời gian của trận đấu không còn nhiều, nhưng bây giờ thì cách biệt chỉ còn là một bàn mà thôi. Chắc chắn những phút còn lại sẽ diễn ra vô cùng kịch tính, hấp dẫn và căng thẳng. Ở những thời điểm cuối cùng, Singapore đã có được bàn gỡ. Hãy cùng xem lại pha bóng này. Anantasa đã không thể phá bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm